Văn Hưng xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh của công ty luật CAS. Kênh YouTube chuyên phổ biến, giới thiệu và cập nhật nhanh chóng về các chính sách, quy định pháp luật liên quan đến những vấn đề thường gặp trong đời sống. Trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi chúng ta vẫn có thói quen cho những người xung quanh mượn một số loại giấy tờ, phương tiện. Điều đó xuất phát từ lòng tốt. Tuy nhiên, đôi khi chính người cho mượn phải đối diện với rủi ro pháp lý và bị phạt tiền. Vậy, những trường hợp nào không nên cho mượn để tránh bị phạt tiền một cách không mong muốn? Sau đây, Văn Hưng sẽ gửi đến cô chú, anh chị và các bạn tổng hợp top những loại đồ vật, phương tiện không nên cho mượn nếu không muốn bị phạt nặng. Thứ nhất là thẻ bảo hiểm y tế. Nếu cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh mà chưa làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng. Hoặc nếu làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế có thể bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng theo khoản 1 điều 84 nghị định 117 năm 2020. Thứ hai là sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Nếu cho người khác mượn sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật thì người cho mượn sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng theo khoản 2 điều 9 nghị định 144 năm 2021. Thứ ba, đó là chứng minh nhân dân, căn cước công dân. Nếu cho người khác mượn để thực hiện những hành vi trái pháp luật, người cho mượn sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng theo điểm D khoản 4 điều 10 nghị định 144 năm 2021. Thứ tư là đối với ví điện tử. Trong những năm gần đây, khi giao dịch thanh toán trực tuyến được thúc đẩy thì ví điện tử hầu như không còn xa lạ với chúng ta. Tuy nhiên, nếu cho người khác mượn ví điện tử mà từ 1 ví điện tử đến dưới 10 ví điện tử sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng. Còn nếu cho mượn từ 10 ví điện tử trở lên có thể bị phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng theo quy định tại điểm C, điểm D khoảng 16 điều 1 nghị định 143 năm 2021. Sửa đổi bổ sung nghị định 88 năm 2019. Và cuối cùng, dễ gặp nhất đó chính là cho người khác mượn xe để tham gia giao thông. Tuy nhiên, nếu cho người không đủ điều kiện lái xe tham gia giao thông, bao gồm các trường hợp như người lái xe không đủ tuổi, người lái xe sử dụng rượu, bia hay người lái xe không có giấy phép lái xe, sẽ bị phạt tiền theo nghị định 100 năm 2019, tùy thuộc vào loại xe cho mượn. Nếu là xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô thì chủ xe sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Nếu là xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô thì chủ xe sẽ bị phạt tiền từ 800 ngàn đến 2 triệu đồng. Xin được lưu ý đến các cô chú, anh chị và các bạn. Đó là mức phạt nói trên chỉ áp dụng đối với cá nhân. Còn đối với trường hợp người đứng tên trên giấy tờ, phương tiện là cơ quan tổ chức thì mức phạt đó sẽ được nhân đôi lên. Video hôm nay đến đây là hết. Nếu các cô chú, anh chị và các bạn có thắc mắc hoặc chia sẻ gì liên quan thì có thể bình luận bên dưới, công ty luật sẽ tổng hợp để giải đáp pháp lý chung trong các video lần sau. Và đừng quên like, share và đăng ký kênh của công ty luật để theo dõi những thông tin pháp lý hữu ích khác. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.